Mến chào các bác, bên cạnh em đây là một chậu cây sống đời. Cây sống đời này còn gọi là cây lá bỏng bởi vì các cụ ta ngày xưa khi mà điều kiện kinh tế khó khăn và ngày xưa thì thường y học nó chưa phát triển cho nên là hay sử dụng các cái bài thuốc đông y để chữa bệnh thì sử dụng cái lá của cái cây sống đời này rửa sạch rồi giã nhỏ ra rồi đắp lên cái vết bỏng. Một ngày đắp 2 đến 3 lần thì vết bỏng nó rất là nhanh liền và nó sẽ làm dịu vết bỏng. Và những bác bị bầm tím, chấn thương cũng lấy cái lá cây sống đời này giã nhỏ rồi đắp lên vết thương hoặc là bị viêm họng cũng lấy cái lá cây sống đời này để trị. Cho nên là cái cây sống đời này được sử dụng trong đông y rất là phổ biến ngày xưa các bác nhé. Còn bây giờ thì do cái khoa học kỹ thuật phát triển, y học phát triển cho nên là chúng ta sẽ ít sử dụng các cái bài thuốc đông y để chữa bệnh hơn so với ngày xưa. Đây là cái cây sống đời ta cổ từ ngày xưa. Còn hiện nay thì trên thị trường có rất là nhiều cái cây sống đời nhập từ Thái Lan với hơn 10 màu sắc khác nhau, rất là đẹp. Hoa từ cánh đơn tới hoa cánh kép. Còn cái dòng sống đời cổ thì nó chỉ như thế này thôi các bác ạ. Đây các bác nhìn này. Và cái dòng cây sống đời này nó có một cái đặc điểm rất là hay, đó là nó chịu hạn cực tốt. Nếu mà các bác trồng ở trên ban công ấy mà các bác quên không tưới cả tháng, đất nó khô, độ ẩm nó xuống tới khoảng 30 tới 40%, cây nó vẫn sống bình thường và nó có thể hấp thụ những cái xương, những cái không khí ẩm qua lá để nó có thể nuôi sống nó, và cái lá lúc nào nó cũng mọng nước các bác ạ. Chính vì vậy mà nó có cái khả năng chịu hạn cực tốt nhé. Nếu bác nào có ý định trồng ở những cái nơi mà chúng ta ít tưới hoặc không thể tưới, các bác có thể chọn cái loại cây sống đời này. Tuy nhiên ấy, nếu mà cái cây sống đời này mà nó bị úng nước, tức là cái chậu nó thoát nước không tốt, thì nó có thể rất dễ bị thối rễ, thối gốc và chết. Đó. Cho nên là hôm nay em xin chia sẻ với các bác cái cách mà chúng ta sẽ giúp những cái chậu cây mà chúng ta trồng nó hoàn thiện như thế này, nó thoát nước tốt và cứu những cái chậu cây mà nó đang bị úng nước do nó có những cái lỗ thoát nước nó bị bít hoặc là những cái lỗ thoát nước ấy nó nhỏ hoặc vì một lý do nào đó nước nó không thể thoát được qua những cái lỗ thoát nước như vậy. Thì em sẽ chia sẻ với các bác cái cách xử lý nhé. Em sẽ tháo cái mũi khoan này ra. Những cái mũi khoan kính này các bác có thể ra những cái cửa hàng người ta bán rất là nhiều. Hoặc là đặt hàng trên Shopee. Các bác mua về rất là tiện và cái mũi này rất là bền nhé. Khoan đa năng. Khoan nhựa, khoan bê tông cực kỳ tốt nhé. Ở đây thì cái chậu nhựa em có thể lật ngang như thế này thì em sẽ khoan hai lỗ ở dưới đáy. Còn nếu mà chậu bê tông thì các bác sẽ khoan ở cái vị trí sườn ở sát cái đáy này. Một là chúng ta không thể lật nghiêng cái chậu bê tông được, cho nên là chúng ta sẽ lùa cái khoan, chúng ta khoan lấy khoảng độ 3 lỗ ở ba phía khác nhau ở sát đáy thì cái chậu nó sẽ thoát nước tốt. Đây các bác nhìn cái dòng chậu này nó có một cái lỗ thoát nước bé xíu ở đây. Cho nên là nó không giải quyết được vấn đề. Em sẽ phải khoan thêm. Đây. Em sẽ sử dụng cái mũi khoan kính và lắp vào cái súng bắn vít này để em khoan. Cái chậu này là cái chậu sử dụng để lên cái giá để treo ban công. Và có thể là cái chậu kê trên đôn để trong nhà. Và em phải khoan thêm những cái lỗ thoát nước này. Các bác cũng có thể khoan thêm những cái lỗ ở sát đáy ở phía sườn này nhé. Để nó tăng cái độ thoát nước cho chậu chúng ta trồng cây sống đời. Em sẽ kê cái chậu cây sống đời ở cái vị trí này để trang trí cho khuôn viên gia đình. Cái chậu cây sống đời này thì hoa của nó mới nở điển thôi. Chắc chắn là tới cái dịp Tết âm lịch thì nó sẽ nở để trang trí cho khuôn viên gia đình. Cái cây sống đời này nếu các bác trồng vào chậu to, sau nó nở thành một cái chậu
chậu hoa hình mâm xôi, nhìn cực kỳ đẹp. Đó, đây, cái chậu cây nhỏ nhỏ này thôi nhưng mà nhìn khá là hay, khá là đẹp, khá là bắt mắt. Các bác có thể trồng cái giống cây sống đời này. Và các bác hoàn toàn có thể sưu tầm thêm những cái màu của giống cây sống đời được nhập từ Thái Lan về Việt Nam, chủ yếu là ở trong miền Nam, cái khu vực Đồng Tháp ấy, là nhiều. Khi mà trồng ở đó thì họ sẽ thuần dưỡng nhân giống ở đó và đưa ra ngoài Bắc thì sẽ mất tới 1 đến 2 năm để chúng ta thuần dưỡng để cây nó phát triển tốt. Có những bác chia sẻ là cái năm đầu tiên ấy, bác cái trồng nó phát triển rất là kém bởi vì là nó bị thay đổi cái khí hậu giữa miền Nam và miền Bắc. Khi mà các bác đó trồng chăm sóc đến năm thứ 2 thì cây nó lại phát triển rất là tốt và cho hoa cực kỳ đẹp bởi vì nó đã thuần khí hậu miền Bắc rồi. Cho nên là nếu mà chúng ta trồng thì đôi khi chúng ta sẽ gặp những cái hiện tượng là cây nó sẽ bị lụi này, bị thối này. Tuy nhiên nó không chết đâu, thì các bác phải hết sức lưu ý nhé. Và để bảo vệ những cái cây tránh hiện tượng bị sốc nhiệt do nó thay đổi vùng miền thì tốt nhất là các bác phải quan tâm tới các cái chế phẩm chống nấm. Ví dụ như Man Xanh, Man Co Dép, Cốc 85, Anvin, Anchacun hoặc là Zidomingol. Những cái chế phẩm đó các bác sẽ xịt đúng liều lượng của nhà sản xuất và xịt định kỳ thì những cái cây nó sẽ giảm cái hiện tượng nấm bệnh do nó gặp cái hiện tượng sốc nhiệt các bác nhé. Và khi mà các bác trồng chăm sóc thì các bác sẽ để ý rằng là cây sống đời nó sống rất là khỏe, cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể chơi trong khuôn viên gia đình. Vâng, xin cảm ơn các bác rất là nhiều đã theo dõi video trên kênh Hoa Vườn Nhà. Các bác xem video trên kênh Hoa Vườn Nhà nhớ nhấn vào nút like, nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để ủng hộ em nhé. Nếu có bất kể một chia sẻ góp ý gì thì các bác cứ để lại ở phần comment. Em cùng các bác sẽ tìm ra giải pháp tốt nhất để chúng ta trồng chăm sóc những loài hoa thật đẹp trong khuôn viên gia đình nhà mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.